lắm là ông nghe các bạn. Nè, các bạn sẽ vào sót nha, vào sót là mấy trứng gồm mình có sẵn rồi đó. Đây là số trứng của mình có được nè, bạn nè. Mình sẽ cho nó ấp ra nè. Và tiếp tục nha các bạn. Cái nhà ấp của mình là ấp lần được 5 trứng nha các bạn. Và mình không thể ấp nó lên được nữa nha. Tối đa là 5 trứng. Và thời gian là 16 giờ, 22 giờ, 47 giờ, 22 giờ, 39 giờ nha các bạn. Thì nó mới nở nha. Ui ui, mình có một cái trứng ở đây nữa nè. Bên em gỡ ấp nha các bạn. Đó. À. Tiếc là mình đã bấm ở đây rồi, tiếc quá. Bảy viên, mình sẽ mất 7 viên để mình cho trứng này ra luôn nha các bạn. Mình sẽ cho nó ở đây nha các bạn. Đó. Và tiếp tục là con rồng mới nha các bạn. Mình sẽ cho nó ăn trái cây nha, fit lên ra vào 20 nha. Con rồng rất là mới nha các bạn. Các bạn thấy nó bự không? Lên nhìn nó rất là đẹp nha. Thì làm sao để có trứng rồng thì các bạn chơi event nha các bạn. Các bạn chơi event với mấy cuộc thi rồi đó thì nó sẽ tặng rồng. Nó có liên tục nha. Các bạn phải sưu tầm mới có. Ví dụ như đây nè. Trong cuộc chơi mà mình đang chơi nè. Các bạn như đây nè. Đó, các bạn thu thập mấy cái hình con rồng này nè. Đó. Thì cái cuộc thi này là Festival Photographer nha. Mình đã nhận được 2 con rồng trong cuộc thi này nha các bạn. Thì hết cuộc thi này có cuộc thi khác nha, các event khác nha. Đó. Và các bạn vào đây nè, các bạn. Đó. Các bạn ấy rồng nha. Đó. Bạn đem lên các bạn up nè. Đó. À, tiếp tục các bạn vào đây. Đó, đây là mấy con rồng new là mới nè nha các bạn. 18, 18. À, các bạn cho nó ra. Đó. Các bạn đợi 23 giờ sau thì nó mới được cái trứng này nha các bạn. Đó là cách các bạn nhận được những cái trứng rồng mới nha. Các bạn vào thi đấu đây nè để nhận kim cương nè. Mình thưởng là kim cương nha. Đó, các bạn vào. Chiến đấu hết cái lượt này các bạn sẽ nhận được 5 viên kim cương nha. Thank you.
các bạn tiếp tục chiến đấu nha. Vượt chơi đấy nha. Xem quảng cáo để nhận được một cú trợ nha các bạn. Và các bạn có thể nhận kim kim cương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.